Anh ơi, anh xem hộ em tập hồ sơ này với. Ừ, em cứ để đấy đi. Tí nữa anh xem, anh đang bận chút việc. Anh này. Sao nào? Muốn xin anh cái gì hả? Không, nhưng mà em muốn xin anh cái khác cơ. Có chuyện gì thế? Nói anh nghe xem nào. Thì chúng mình yêu nhau cũng được 2 tháng rồi. Chẳng lẽ anh không định giới thiệu em với mẹ anh à? Mẹ anh á? Em lạ nhờ. Nhiều cô gái rất là sợ mẹ chồng, còn em thì lại muốn gặp mẹ anh. Ừ, thì đấy là họ không thích mẹ chồng thôi. Chứ còn đối với em ý, mẹ sinh ra anh cho em thì đương nhiên em phải yêu thương mẹ hết lòng rồi chứ. Nhớ đấy nhá. Đương nhiên rồi, thế mà anh cũng phải nói. Thế em chuẩn bị tinh thần đi. Sắp tới anh sẽ đưa em về gặp mẹ chồng tương lai. Vâng ạ. Cháu chào bác ạ, cháu là Linh, làm cùng công ty với cả anh Việt Anh ạ. À, lần đầu tiên đến chơi với bác, cháu có món quà này tặng bác, không biết bác có thích không ạ? Bác có thích không ạ? À, bác ơi, bác có thích không ạ? Em à, mẹ không nghe thấy em nói gì đâu. Tai mẹ... Em xin lỗi, tại em không biết mẹ như thế nên là... Không sao đâu, cũng không phải là do lỗi của em, là do anh chưa nói cho em biết đấy thôi. Cô cậu về rồi đấy ạ? À? Cô đã chuẩn bị cơm nước xong chưa? Hôm nay Linh sẽ ở lại đây dùng cơm với gia đình mình đấy. À, dạ, tôi làm xong hết rồi. Bây giờ mời cả nhà ra dùng bữa nhá. Sao nhà mình lại có cả chuyện người ở ăn cùng với người nhà hả anh? Không có gì đâu em. Cô ấy ở đây chăm sóc mẹ từ rất lâu rồi nên mẹ coi cô ấy như con gái. Ăn đi. Này. Nhưng mà như thế không được đâu đấy nhá. Mẹ như thế đã đành rồi. Anh là chủ nhà thì anh phải quyết định hết chứ. Ai lại để cho người ở ăn chung cơm với người nhà bao giờ không? Như thế chẳng phải là hạ thấp đẳng cấp của mình hay sao? Ok em, nói thế mẹ buồn đấy. Mẹ có nghe thấy cái gì đâu mà buồn. Nhưng mà sau này em về đây ở là không có chuyện đấy đâu đấy nhá. Thôi, mọi người ăn cơm đi ạ. Tẹo nữa, em ăn sau. Thôi, cô cứ ăn luôn đi. Dạ, thôi ạ. Biết điều đấy. Này, mà cô nấu như này là không ngon đâu đấy nhá. Tôi không thích vị như thế này đâu. Lần sau nấu ý là phải đủ vị, biết chưa? Nhưng mà bác Xuân không thích mì chính với hạt nêm chị ạ. Tôi nói sao thì làm như vậy. Từ lần sau ấy, bữa nào có mặt tôi thì nấu theo khẩu vị của tôi. Cô nhớ chưa? Nhưng mà bác Xuân thì sao ạ? Bà ấy sống có được bao lâu nữa đâu. Tôi mới là cái người sống lâu ở trong cái nhà này. Cô mà không nghe ấy, sau tôi về đây tôi tống cổ ra khỏi đây đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Tốt. Em chỉ có ở đây chơi với mẹ. Anh đi công tác 2 hôm rồi về. Có em ở đây chắc chắn mẹ sẽ vui hơn đấy. Anh cứ yên tâm. Với em mẹ bây giờ như là mẹ đẻ mà. Cảm ơn em.
Thôi, anh đi đây. Anh đi công tác tốt đẹp nhá. Con chào mẹ. Này, đi xuống dưới bếp nấu cái gì ngon ngon ăn đi. Nhớ là nêm nếm gia vị đầy đủ đấy biết chưa? Dạ, tôi xuống nấu ngay đi ạ. Tôi là tôi biết tổng cô đang mơ tưởng cái gì rồi đấy nhá. Người ở thì chỉ là người ở thôi đấy, biết chưa? Mày à, tao đang ở nhà anh Việt Anh, chồng tương lai. À, anh ấy đi công tác rồi. Úi dồi ôi, thích cái con khỉ. Bà bị điếc mày ơi. Ui, tao thề với mày là tao đang phải cố cười với bà ấy. Chứ nhìn cái mặt bà ấy cười cứ ngu ngu, tao chỉ muốn vả cho bà ấy cái thôi ấy. Tao đang cố cho qua ải này chứ vài bữa nữa tao mà về làm dâu ấy, thì tao đố bà ấy làm gì được tao luôn. Đến lúc ấy thì bà ấy chỉ là người ngoài thôi, còn tao mới là chủ nhà. Tao muốn làm cái gì là do tao à, mà có khi tao đuổi bà ấy ra khỏi nhà rồi bảo là bà ấy bị điên tự bỏ nhà đi, khéo anh Việt Anh cũng tin tao ấy. Tại vì nhìn bà ấy ngu lắm mày ạ. Sao vậy anh? Anh bảo là có chuyện muốn nói với em mà. À ừ. Này, anh muốn cưới em thì cứ nói hẳn ra. Đằng nào mẹ cũng có nghe thấy gì đâu. Ơ, bác sao thế anh? Bác có chuyện muốn nói với hai đứa nên mới bảo thằng Việt Anh tới đón cháu về ngay sau khi nó đi công tác về. Ơ, bác. Cô nghĩ là tôi bị điếc, không nghe thấy gì à? Anh sao lại... Chuyện là như thế này đây. Con trai của mẹ hôm nay lạ thế nhỉ? Chắc là có chuyện gì đang muốn xin với mẹ phải không? Mẹ, mẹ muốn có con dâu chưa ạ? Sao? Đừng có nói là con đang định dẫn bạn gái về ra mắt mẹ đấy nhá. Là thế đấy mẹ ạ. Ôi trời ơi, một việc tốt đẹp như thế sao không nói rõ ra mà cứ phải vòng vo như thế nào? Thế nào, nói cho mẹ biết con bé đấy ở đâu, trông nó khá không ạ? Con thì con thấy khá là xinh xắn, con thấy khá ok, nhưng không biết mẹ thế nào nên là cũng hơi lo ạ. Ừ thì mẹ cũng thấy lo lo. Ai bảo con trai của mẹ vừa đẹp trai này, tài giỏi lại giàu có nữa cơ chứ. Mẹ chỉ sợ người ta chọn con vì con giàu có thôi. Tìm một người để đi với mình suốt cả quãng cuộc đời cần phải chọn lựa thật kỹ con ạ. Đẹp bề ngoài cũng tốt đấy, nhưng mà tính cách mà cũng đẹp như thế thì mới là điều đáng quý. Mẹ, mẹ cứ lo xa. Ừ, mẹ sẽ đồng ý. Nhưng với điều kiện bạn gái của con phải vượt qua ải thử thách thử lòng của mẹ 2 lần. Thử thách thử lòng? Bác, cháu không biết là bác lại giả vờ điếc để thử lòng ạ. Linh, sao em lại nói như thế? À, mà có khi tao đuổi bà ấy ra khỏi nhà rồi bảo là bà ấy bị điên tự bỏ nhà đi, khéo anh Việt Anh cũng tin tao ấy. Tại vì nhìn bà ấy ngu lắm mày ạ. Mẹ dừng lại ở đây, còn mọi chuyện do con tự quyết định. Anh ơi, không phải như thế đâu. Em chỉ nói đùa thôi. Anh đừng giận em mà. Em yêu anh thật lòng, không hề lừa dối đâu ạ. Cậu im đi. Cái loại người trước mặt thì dịu dàng ngọt xớt, nhưng sau lưng thì độc ác xấu xa như cô. Thật khiến tôi ghê tởm. Anh ơi, anh nghe em nói đi mà.
Anh đừng vì thế mà từ bỏ tất cả chứ. Mẹ tôi nói đúng. Vẻ ngoài đẹp thôi là không đủ, mà quan trọng là ở nhân cách con người. Còn cô chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, còn nhân cách thì quá xấu xa thì vứt đi. Chào cô. Coi như giữa chúng ta không còn gì nữa. Anh ơi. Ra khỏi nhà của tôi.